mình chỉ buồn cho những ai khác cái mình gọi là cái cách tu tập. Nhưng cách tu tập cái thiên tâm của mình là mặc đồ bình thường, tu trong hẻm, tu trong chùa, tu trên núi, đi cũng tu, đứng cũng tu, vô Costco cũng tu, chứ không phải là mình tu theo kiểu mà bề ngoài luôn cơ gặp. Mình không phải tu theo khi mình bệnh hay là mình cần vô chùa để mình có tạo nhóm họp đông người mình tu, nó không phải. Thiên tâm không có đâu. Thiên tâm là tất cả mọi người đều lúc nào cũng phải hãnh diện mà mình mang họ thiên, và mình phải làm sao để mà có bổn phận thuyết phục được những cái người mình gặp trong cái ngày đó. Tệ nhất á, những đứa con họ thiên con của ông trời á, khi ra đường á, trong một ngày phải làm ba người cười thì mới là con của họ thiên, chứ không phải mình ra đường mình làm cho người ta phải bận tâm về mình hay là sân si về mình là sai. Thì bao nhiêu đó thôi, thì nó cứ tiếp tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, cái thiên tâm sẽ thống nhất thế giới. Đó là chánh đạo về mặt của nhân sinh mình, hữu hình. Còn về mặt vô vi, mấy cái chư vị lúc nào cũng gia hộ, cũng giống như chị này cũng được gia hộ. Ở Việt Nam rất nhiều người được gia hộ một cách rất là mầu nhiệm, khó có giải thích được. Cũng nhắc là từng nào từng rồi cũng có mấy người lên đây cảm ơn, nhớ không? Hồi nãy có ai nữa à, đệ tử này nữa bệnh đúng không? Thì những cái đó tuy là có ba chữ nhắn tin anh sẽ thắng không, có hai chữ thôi không? À, chú sẽ thắng cho con, chú sẽ thắng cho con năm chữ à, gì là Phật con được năm chữ là con hơn vậy đó. Cái chất thiên về là quý, tự nó nhiều quá mình không có đầu đó, mình suy nghĩ mình đánh cái gì. Thì khi hứa là phải làm, Bồ Tát là vậy, hứa là làm, chứ còn hà cứ lơ chứ nhiều quá chịu không có nổi, ông quá nào khắn. Nhưng mà bữa nào người nào có duyên hơn á, cái giờ lúc mà ngồi xả hơi trong hẻ hay đâu á, giờ dọ điện thoại, không phải cái này nha, cái kia cơ. Đây này, cái này là số trên mạng nè, 8 3 3 9 9 thằng này, thằng đen. Đen là còn là chuyện của sầu không. Còn cái này á, có hai cái mà đâu phải lúc nào đi đâu cũng nghe cái thằng 8 3 3 5 3 9 9 này đâu. Ít lắm. Mà ai hơn á thì dò. Từ bữa nay nữa ta quá trời luôn nè. Đó, hiện bây giờ là có 3.000, ở đây là 3.000 mấy, ở bên Zalo là 12.985, còn bên Viber là 2.800 mấy, bên bình thường là 3.000 mấy. Tổng cộng như xưa là cũng 18.000, 19.000 người đang chờ trở lại. Chưa tính email nó lơ luôn. Lãng thì đánh đâu thì mà tính đánh từ chữ kiểu đó, năm chữ là mai rồi, chú sẽ thắng cho con. Thật sự chú có thắng, chú chỉ nói mấy vị hình nè, tại mấy vị lúc nào cũng đang đứng bên cạnh, hiện giờ mấy vị đang đứng đây nè, đấy là mấy vị là giúp thôi. Cũng như khi mình ngồi đây mình nói chuyện mỗi tình cũng vậy, người nào có chừa có dòng thì mấy vị ngõ hết, mặt nào bởi vì điểm dành hết. Là ai mà vừa trong nghĩa địa có ông ma tới đây á, nó vừa lên cầu hang đằng kia thôi là nó quảng hồn bỏ chạy rồi, thì nhiêu đó thôi là mình tới đây mình cũng thấy lấy vốn bữa nay rồi. Cho nên chị Ngọc hết qua Florida có bay hoài phải không? Cái hai ba tuần cứ bay ra ngoài, chỉ cần ngồi cười thôi là cũng hên, cũng lấy điển này. Có thiệt mà, mình không phải nói chuyện không có đâu.